Hello, chào các bạn nha. Tôi là Nông Văn Truyền. Nay tôi sẽ đưa các bạn đi chơi một phiên chợ tự phát. Phiên chợ này chợ tự phát ở miền núi nhé. Miền núi đây là đi chơi chợ nha. Các cô gái đang đi chợ. Chợ em gái mông, gái đồng bào đây khó chịu lắm các bạn ạ. Có thấy nhỉ? Ánh sáng ở ngoài nó đấy, và đi chợ đây phải đi bộ đi thôi các bạn ạ. Đây nhá, cái đường này thì đường đi xe máy được, nhưng mà trơn này tôi không đi được đâu. Và tôi đi bộ đi thôi. Tất nhiên từ cái đoạn đường này đi đến chợ kia thì chưa có đường ô tô đi đâu. Đường này đường tự phát, đường dân sinh nhưng nó mở xe máy đi qua thôi. À, cái địa điểm này chắc cái chợ này chắc chắn là chẳng có tên tuổi gì đâu, bởi vì nó tự phát mà. Mà mấy năm trước thì tôi ở đây tôi cũng được đi bộ đi chợ này, đi bộ đi theo cái con đường này. Đi xem chợ tự phát dân sinh ở đây nó có cái gì. Đây là một chợ, phiên chợ miền núi. Mình phải đi bộ đi thôi. Đây là đường xe được nhưng mà tay lái của tôi không đi được. Nha. Ôi dồi, mấy cô đi nhanh quá này. Bước đến tận dưới kia rồi. Xin nói thêm là trong những video của tôi thì chia sẻ những cái gì có thể chia sẻ về cuộc sống miền núi, về chợ, về con người, về văn hóa, nhà cửa, đường, quang cảnh chứ không có gì đặc biệt cả. Đi lại những tháng ngày ở miền núi, chia sẻ cuộc sống miền núi đó. Gì nha, sao đến chợ ấy. À, nói thế là cái phiên chợ này có tên gọi là chợ Bản Óng, Bản Óng, chợ Bản Óng nằm ở nên phận thuộc xóm Bản Óng, xã Sơn Lập, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, tỉnh miền núi phía Bắc. Đây, các bạn đây, chỉ có đi bộ đi như thế này thôi. Mà người dân mấy năm trước họ cũng đi như thế này đấy, bước đi như thế này thôi. Chợ phiên vùng cao, đi theo đường mòn như thế các bạn ạ. Là nói về khoản đi bộ thì chắc chắn là người miền núi như thế này là vô địch cho đi bộ, họ leo đồi leo núi rất là khỏe luôn. Đấy, cái đường này chỉ có đi thế này, tầm 2 cây nữa mới đến chợ. À, đi cái đường này đấy bác, chợ này. Chợ phiên vùng cao đi, đi đường này thôi. Bên kia có cô gái mông đang bước đấy, đưa nương đấy, đưa cỏ là đúng không? Đường đi chợ này như này còn mưa một tí này không đi được, tôi chịu. Chào các anh. Đường à, dễ đi không? Đường thì tốt đấy. Đây. Ngoan. Đây đi chợ như là. Đấy. Có chiều người ta đi xe được nhá. Đấy được rồi. Ai cái đường như này này. Bây giờ cái thời điểm gần Tết rồi nên họ đi chợ nhiều lắm. Vì cái chợ tự phát này bình thường mấy năm trước, 3 4 năm trước thì đông lắm. Bây giờ thì lèo tèo ít người thôi.
Có hai cô gái đi trước đuổi theo không kịp họ, đi tận đâu mất rồi. Sắp đến chợ rồi các bạn này, chờ chút nhá, chờ chút nhá, lúc nữa rồi. Bạn ấy Mua hàng á? mình hàng là À, gặp người phụ nữ mông chồng hả? Hai 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 tay mà hải hai tay tây đấy lưu nào, về lưu nó. à, lưu cặp tay đấy Lưu càng tay này, à càng tay cả càng mông với hàng này, gặp rư nó một khư một, à, một khứ một một khư khứ ai chiêng nữa, một khứ thắm chiêng nữa nó. Ừ. cái ta chế một khư À ai thấy chế lệ cái hàng à, ai thắng chiêng thì một khứ là một khư một khứ, à một khứ đây hàng hàng này hơn lại bộ bây giờ lớn không lấy mi màu mì mà hàng mì một khứ mà này dư xả là ở dự sản hả này. hàng này là tăng nhà nước mi hết nọ Hết hàng á? hết hàng á hết hàng dư À đâu xả đi cả xả đi cả ăn thì răng hết là cho hết nọ à nè. Bây giờ đấy hả? Từ nghe là chị Hà Nhi này nghe à? cái chữ Nhi là điện thoại à Hả? điện thoại Từ mẹ này điện thoại à? điện thoại mẹ Nh... từ nghe này cái chữ Nhi ơi nghe Nhi nghe này bong lặc với bong giật. trên là trên thanh cả tí lại lai không nó ba À kiểu mà giống hiểu đó nhà tôi cài mà ấu mà cây à? tôi Cây to này. Còn ngồi lắm bó với hàng mới khai đảo phải này bông xa nè, lắm bó với hàng khai. bông sao Ừ. Có sống hạ. chân Mì mì nhà nó mì bất mỏ vừa này. Áo với khai nó nằm đẩy rồi. Rồi, đến chợ rồi các bạn ơi. Đến chợ này. Quay chợ này. Các bạn đây là cái chợ ở đó này, chợ tự phát dân sinh nhé, qua cầu có gì nhờ nhá, chợ này cái mấy năm thì đông lắm. Điện thoại nó mở đi. Chợ rồi. Bán thịt á? À? À, lâu lắm không về chợ này vẫn thấy đông rồi nhỉ. Hai chung nhau một cái lợn nào. Quay mấy ông kìa. Nạp phanh nhá. Cái quán đi. Bắt cửa đây. Đi chơi với các bạn nha, đi chơi gì nhé. Chơi vượt vòng đó. À, đi vượt vòng đó. Đi chơi em. Đấy rồi, váy đẹp với nhảy nào. Cho cánh nè, tất kỳ đơn. Váy đẹp không? Váy đẹp thật đấy. Đắt đông váy này à? Mấy chị? 2 triệu không? Đến 2 triệu tiền không? 2 triệu tiền. Đấy. Chúc
Đây là nó. Dân tộc à? Dân tộc Mông à? Ừ. Chúc ổ vớt. Chúc ổ chấm vớt. Làm bánh. Kè nghe chị. Khác gì cái lá này nè. Xóm xiên à. Quay ở bên sau à? Quay nó quay gần nè. Đi quay à, quay cao đi. Đây đấy nha, các bạn này. Tiệm bán nó. Giờ này thì càng đông thì người ta mới càng đi, họ đi bộ 9-10 giờ họ mới đến đây. Càng trưa lại càng đông. Đây kia họ đang đi. Cái chợ này thì tự phát thôi, chứ không có tổ chức gì cả, nó ra ngày 2 và ngày 7. Người dân này, các chợ quanh đây thì họ về chợ thì họ về đây. Người bán thì bán, người mua thì mua, còn người chơi thì chơi. Nó giống như bất kỳ cái chợ nào đúng không? Đây. Chợ Bà Nó. Khai hàng à? Đây, hàng đây nè. À, đi chợ em. Con lớn con này nhá. mấy con rồi? Một con thôi. Ừ, một con rồi, nhanh con ghê nhỉ. Con đầu tiên. Nhà hay trai đấy? Cái. À. Rồi, à. Lớn thế này rồi. Rồi bạn, chợ lại gần suối nhá. Chợ lại gần suối. Bên kia của người ta còn đang đi chợ này, đang bước xuống này. Thực ra cái chợ này cũng rất là thuận lợi chứ, gần suối. Đấy, xa xa là cái chợ của nó nha các bạn nè, chợ của nó. Mình vào gần quay phim người ta không thích đâu. Nhưng mà mình quay hàng hóa, quay cái này cái kia người ta quay số ngủ. Nên mình tránh ra thôi, quay ở xa xa này thôi. Chợ của nó. Máy đẹp quá, quay váy đi. Máy này bao nhiêu tiền? 2 triệu. Đi. Cái này nè, cái này mấy triệu? Cái này á. Cái này tổng cộng hết là cho là. Ui. Váy đẹp rồi này. 2 triệu ấy. 10 bộ này bằng cái xe máy rồi. Rồi. Váy lung linh nhỉ. Quay phim. Ơi. Ờ. Là phánh. Là chị. Đây. Người đâu chứ? Chuyển xóm. Ê, dừng chân uống rượu này.